Tại hội thảo tuyên truyền nghị quyết số 128 của chính phủ, quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và quyết định số 4800 của Bộ Y tế, hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức vừa qua, ông Đỗ Công Anh, Cục trưởng Cục Tinh học quá, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, từ ngày 1 tháng 11, thống nhất mã QR trên các ứng dụng phòng chống COVID-19. Theo ông Đỗ Công Anh, Cục trưởng Cục tin học quá thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đã thống nhất việc triển khai mã QR trên các app chống dịch hiện nay. Ngay đầu tuần sau, ngày 1 tháng 11, việc thống nhất mã QR trên các app liên quan chống dịch sẽ được triển khai trên cả nước. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn cho biết, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đang cấp rút triển khai để đảm bảo các dữ liệu trên các app này sẽ như nhau đặc biệt hành khách đi đường hàng không từ nay sẽ không phải khai bản cam kết chiếc giấy mà sẽ quét mã qr trên app pc covid quốc gia